Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Trợ Sắt Hải Phòng. Mùa hè thì cũng đã sắp tới, do đó thì chúng ta sẽ cần vệ sinh lại các thiết bị điện như quạt, máy hút mùi, máy hút bụi, vân vân. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh chiếc máy hút mùi hàng nội địa của Nhật. Thì đây là chiếc máy hút mùi của nhà mình. Thì để vệ sinh chiếc máy hút mùi nội địa của Nhật này thì cũng rất là dễ dàng. Bạn sẽ tháo phần nắp đậy ra. Bạn quan sát ở hai cạnh bên sẽ có hai cái lẫy. Bạn sẽ nhấn cùng lúc cả hai bên và sau đó thì mình sẽ tháo ra. Bạn có thể thấy nó rất là bụi. Và bây giờ thì mình sẽ tháo phần lưới lọc bụi, vệ sinh sạch sẽ, phơi nắng. Và sau đó thì mình sẽ lắp lại như lúc ban đầu. Công việc vệ sinh máy hút mùi cũng rất là dễ dàng, bạn hoàn toàn có thể tự làm được tại nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Trợ Sắt Hải Phòng.